thư sư niệm ân Đức Phật hàng đêm trước khi đi ngủ, nhưng đắp chăn để không hở hang rồi chắp tay niệm có sao không? Và nên niệm bằng cách như thế không? Con cũng niệm rất lâu rồi và trước khi niệm mới ngủ được. Thì tốt thôi, không có vấn đề gì. Cho nên là quý vị không cần phải lo lắng. Đức Thế Tôn dạy ở trong Kinh Đại Niệm Xứ là ngay cả khi mình tiêu tiểu, mình vẫn có thể mình hành thiền được mà. Cho nên là không có nên quá lo lắng. Tuy nhiên nếu như mà một số đề mục đặc biệt như là đề mục niệm ân Đức Phật á, thì nó có sự kiện như thế này là mình có thể theo dõi chuyển đề mục khác nó tốt hơn. Thí dụ như là trong khi mình đi tiêu tiểu đi, có thể quay trở lại hơi thở chẳng hạn, hoặc là rải tâm từ thì cũng tốt, rồi xong rồi mình quay trở lại. Nhưng mà yên tâm một chuyện á, là nếu như mình bị bệnh nằm một chỗ tiêu tiểu không kiểm soát thì cũng đừng ngại ngùng, mình vẫn có thể tùy niệm ân Đức Phật như thường. Sư ví dụ nếu như một ngày nào đó quý vị nằm một chỗ tiêu tiểu không tự chủ mà người chăm sóc á, cũng không có thương mình lắm, họ lột trần mình ra để mình nằm một chỗ như vậy đó, rồi mình cứ tiêu tiểu sao thì họ cứ lấy nước họ xịt thôi. Thì trong trường hợp đó mình không mặc đồ, tiêu tiểu không tự chủ, mình vẫn có thể niệm ân Đức Phật như thường. Nhớ điều đó ha.